chào anh em. Đợt lần này thì đúng là cái tựa game Wukong nó quá hot anh em ạ. Và thực sự là đợt này mình bán những cái cấu hình cao rất là nhiều luôn. Toàn là 4070 Ti Super này, xong rồi toàn là 4080 Super. Đấy thì hôm nay là mình sẽ có một cái gợi ý cấu hình cho anh em. Một cái bộ gaming PC thực thụ nhưng mà nó rất là rẻ luôn, nó rất là rẻ, có nghĩa là có 4080 Super nhưng rất rẻ. Đây mình sẽ có là một con 4080 Super ở đây. Tuy nhiên ấy, thì cả cái cấu hình này chỉ có 48,9 triệu thôi. Có nghĩa là gần 49 triệu là anh em đã có một bộ PC mà tất cả đều là hàng mới hết nhá, all new hết nhá, và có 4080 Super rồi. Hàng mới, bảo hành 3 năm chính hãng và phân phối bởi Vĩnh Xuân luôn. Quá ngon lành luôn. Đấy thì hôm nay là mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái cấu hình như thế. Thì anh em nào mà thích try hard game nặng thì không thể bỏ qua cái bộ PC này. Thì bây giờ là mình sẽ vào linh kiện luôn. Đầu tiên là mình sẽ nói về con cạc trước đi. Đây là một cái mã cạc mà mình đã từng lên cho anh em một lần rồi. Nếu mà anh em còn nhớ thì cái cạc này mình lên ở cái bộ gọi là Z20 mình có build một cái bộ gọi là tối giản để cho khách gọi là mang đi mang lại để render video. Nhưng mà hôm nay thì chúng ta sẽ không build một cái bộ để render video nữa, mà cái bộ hôm nay là để chơi game, thuần gaming thôi. Và mức giá thì quá hợp lý luôn. Đấy, thì mình sẽ vào con cạc trước. PNI anh em nhé, PNI 4080 Super. Đây là một cái mã cạc mà rất là to luôn. Mình sẽ show cho anh em xem. Con này như là dài 34, mấy phân thì phải, gần 35 phân. Gần 35 phân luôn anh em nhé. Đây anh em nhìn này. Đấy, trên tay của mình một con cạc rất to luôn, siêu to khổng lồ luôn. Thiết kế thì chắc chắn là không có gì nổi bật rồi, bởi vì là đây là cái dòng Verto là cái phân khúc thấp của PNI. Thế nên là chúng ta sẽ có một cái thiết kế gọi là basic nhất, đơn giản nhất, gọi là đem xì xì luôn. Đây là một cái mã cạc đồ họa mà chủ yếu là dành cho anh em nào mà tập trung về phần hiệu năng, không quá quan trọng về hình thức thì có thể là tham khảo con này. Đây là một mã cạc đồ họa 4080 Super, mình thấy là số ít trên thị trường mà nó có cái mức giá gọi là dưới 30 triệu cho một con cạc chính hãng. Đấy. Thì đây là mặt trước của nó nhá, gọi là đen xì xì tối giản này. Ba con fan thì mình thấy là cánh cũng là gọi là cánh liền theo công nghệ Asiatech này. Cạnh hông thì chúng ta sẽ có là một cái chữ P đấy rất là to ở đây. Và hình như là cái led này nó là led màu trắng này vậy. Chỗ này sẽ có led màu trắng này. Đầu cấp nguồn chuẩn mới này. Backplate thì gọi là chả có cái gì luôn, vườn không nhà trống luôn, đen xì xì, đen thui luôn. Có bốn cái ô thoát nhiệt ở đây này, có cái logo PNI ở đây, còn lại là chả có gì nữa. Ở phía sau thì chúng ta sẽ có là một cái FE rất là dày, và đây là nó chiếm tới 3 slot anh em nhé, 1 này, 2 này, 3 này. Và chúng ta sẽ có là một cổng HDMI và ba cổng DisplayPort, giống như là những cái mã cạc đồ họa khác. Nói chung là con này thì thiết kế thì nó cũng chả có gì để nói cả, mình show qua cho anh em xem thôi. Thì ở đây là một cái gợi ý cạc đồ họa rất là ngon, hàng chính hãng cho anh em. Và nó rất là mát anh em nhé. Ở cái bộ trước mình test với cả con Z20 là nhiệt độ nó chỉ tầm khoảng hình như là 71 hay 72 độ nếu mà anh em chạy mắc ấy. Nó rất là mát luôn. Thì đây là một cái mã cạc đồ họa mà anh em không nên bỏ qua nếu mà chỉ thuần về hiệu năng thôi. Tiếp đến những cái linh kiện còn lại thì mình sẽ có là một cái bộ main chip cũng không hề gọi là không hề yếu tí nào cả, rất là khỏe luôn anh em nhé. Gaming rất là ngon lành luôn. Mình sẽ có là một cái combo AMD. Như anh em biết rồi, AMD chơi game thì không cần phải là bình luận nhiều nữa rồi, quá ngon rồi. Và con chip ngày hôm nay mình có là con Ryzen 5 7600X. Đây là một cái mã chip mà mình đã từng test cho anh em xem rồi. Và thực sự là mình bất ngờ, rất bất ngờ với cái khả năng chơi game của con này. Mình đã từng test Valorant là 600fps với con này. Và cái xung ấy, cái xung đơn nhân khi mà chơi game của mã này rất cao luôn. Xung đơn nhân khi chơi game là 5.3 luôn anh em nhé. Cao cực kỳ luôn, thậm chí là cái mức xung này nó còn tương đương với cả một con 14.600K, trong khi là cái mức giá con này nó rẻ rất là nhiều. Con này thì đâu đó chỉ khoảng tầm loanh quanh 4 triệu 8, 4 triệu 9 thôi là anh em đã có một con chip rất là mạnh để chơi game của AMD rồi. Hôm nay là mình sẽ dùng con 7600X này. Và đi với con 7600X này thì mình sẽ có một con main cũng gọi là ngon bổ rẻ của ASUS luôn. Đây là con main B650M-E Wi-Fi và nó là phiên bản Top Gaming anh em nhé. Thì đây là một cái mã main, nó là dòng tối giản so với con Plus. Nếu như mà anh em nào mà chơi Ryzen 5 hoặc là Ryzen 7 dòng bình thường thì có thể là chơi con B650E này rất là ok. Con này thì dàn VRM của nó là 8+2 thì phải, 8+2+1 thì phải. Còn nếu mà anh em nào thích kiểu mạnh hơn, đấy, kéo được những cái con chip khỏe hơn thì có thể dùng con B650M Plus. Đấy, thì
Cái mã đấy là cái dàn VRM của nó ngon hơn con này khá là nhiều. Con Tube Plus là 12+1 đấy, thay vì là 8+2 như con này. Cái này thì tùy theo cái nhu cầu sử dụng của anh em thôi. Còn hiện tại thì mã bên này đã chạy rất là tốt với cả con 7600X rồi. Và anh em lại có cả DR5 này, có cả Wi-Fi này, có cả Bluetooth này. Đấy, rất là ngon này cánh đào. Tiếp đến là về phần RAM. RAM thì sau một thời gian bán AMD ấy, thì mình nhận thấy là nếu mà anh em nào mà muốn muốn RAM mà kiểu bật Expo lên ngon lành luôn ấy, thì anh em nên chọn những cái mã RAM mà nó có ghi hỗ trợ Expo. Ví dụ như là con này. Đây là con XPG Lancer Blade. Đây người ta có ghi luôn ở đây này. Đấy, AMD Expo này. Đấy, thì đây là một cái kit RAM mà rất là ngon. Thực sự là đợt gần đây là mình mới để ý đến con này đấy. Và đây là một kit RAM 32GB, hai thanh 16+6000. Có hỗ trợ Expo và cát rất là thấp luôn. Cát con này là cát 30. Đấy, thì đây là một cái kit RAM mà thực sự là có hiệu năng trên giá thành rất là tốt. Anh em không nên bỏ qua kit này. Thế nên là về tổng thể là hôm nay mình đã có một cái bộ combo gọi là main chip RAM rất là ngon lành rồi. Đấy, 7600X này, 32GB RAM DDR5+6000. Đó, rất là ngon lành cánh đào. RAM này có hỗ trợ cả Expo. Tiếp đến là về cái phần ổ cứng. Nói chung là chơi mấy cái game 3 nặng thì mình nghĩ là SSD tối thiểu nên là 1T. Và hôm nay thì mình có con Hikmet Semi Future Eco 1T. Đấy, còn anh em nào mà chơi eSport cơ bản thì tầm 500GB là ok rồi. Còn anh em nào thích chơi hát hơn nữa, gọi là cài thật nhiều game hơn nữa thì có thể chơi 2T. Cái này thì tùy theo cái nhu cầu sử dụng của anh em thôi. Về cái phần nguồn thì chắc là cũng không còn xa lạ gì nữa rồi. Nói chung là chỉ cần đọc tên thôi là anh em biết rồi. Super Flower Lite 850G. Con này thì vẫn thế thôi, full module này, full tụ nhật này. Có sẵn dây PCIe 5.0. Đấy, nói chung là thoải mái chạy với cả con 4080 Super ngày hôm nay rồi. Anh em không phải sợ thiếu điện đâu nhé, bởi vì là hãng người ta cũng chỉ recommend là nguồn tầm 750 hay 850 thôi. Đó. Về phần thiết kế thì hôm nay là mình sẽ lắp một con vỏ gọi là vẫn rộng rãi cho 4080 Super, nhưng vẫn có thể lắp được tản 360 trên nóc. Đấy, thì không có con nào khác là ngoài con C218M rồi. Igo C218M, anh em vẫn có thể lắp cạc siêu dài, siêu to vào cái vỏ đấy. Tuy nhiên trên nóc anh em vẫn lắp được tản 360 ở trên nóc. Đó, rất là ngon là cánh đào luôn. Thì hôm nay là mình sẽ dùng con vỏ đấy kết hợp với một con tản Gamdias Aura GL360V2. Cái này lắp trên nóc này. Và mình sẽ bổ sung thêm fan. Bổ sung thêm fan thì sẽ bao gồm là 4 fan của Zunger Leopard. Thì vẫn như mọi lần thôi. Nói chung là 2 fan ở cạnh hông thì lấy gió vào, fan dưới lấy gió vào, còn fan sau thì lấy gió ra. Đấy, như vậy là chuẩn airflow cho con C218M rồi. Đó, hòm hòm. Như vậy là mình đã điểm nhanh xong về một cái cấu hình gaming PC thực sự là có P trên P cực kỳ tốt luôn. Đấy, thì bây giờ là mình sẽ cho tiến hành lắp đặt và sẽ show cho anh em xem là sau khi lắp xong nhìn nó sẽ như thế nào. Rồi, chiến thôi anh em. Và đây là bộ PC của chúng ta sau khi đã lắp xong. Đây, hôm nay chúng ta sẽ có một bộ gaming PC siêu siêu khỏe luôn. Và đây chính là cái lý do mà tại sao mình lại chọn con C218M này để build những cái bộ PC mà vừa khỏe mà vừa rẻ. Anh em nhìn này. Đây là một cái cạc rất là to nhá, 4080 Super. Nhưng mà khi mà anh em lắp vào con C218M này thì nó vẫn còn rộng mênh mông luôn. Có nghĩa là từ cái đuôi cạc này đến cái mặt kính này thì đâu đó nó phải dư khoảng tầm khoảng 6 phân nữa thì nó mới chạm vào cái mặt kính trước. Đấy, như vậy là với cái vỏ này thì anh em hoàn toàn có thể là lắp những cái mã cạc top vào đây thoải mái luôn. Kể cả 4090 nhá, 4090 anh em nhét vào đây vẫn vừa. Đấy, thì mình sẽ quay một lượt về tổng quan của cả bộ PC cho anh em xem. Cái vỏ này thì rất là quen thuộc rồi, gần như là những cái bộ cơ bản là mình toàn dùng con vỏ này rồi. Bộ đắt, bộ rẻ là con này rất là đa năng luôn. Nói chung là anh em lắp kiểu gì cũng đẹp luôn. Thì đây là một cái mã vỏ mà nó có hai mặt kính anh em nhé. Đây, một cái mặt kính trước này và một cái mặt kính hông. Và hai mặt kính này thì nó sẽ không có viền. Đấy, ở giữa nó không có viền, rất là đẹp luôn. Nó theo kiểu lai giữa vỏ truyền thống và dạng bể cá. Và cái vỏ này thì có một đặc điểm nữa, đó là cái mặt kính nó rất là dày. Đấy, thì đây là một cái mã vỏ mà thực sự là rất là ngon ở trong cái khoảng giá khoảng 690.000. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết bên trong. Chi tiết bên trong thì vẫn như mọi lần là mình sẽ lắp setup fan rất là quen thuộc rồi. Có nghĩa là hai fan hông này, hai fan hông là hai fan thổi ngược lấy gió vào này. Đó. Một fan dưới thì cũng là một fan thổi ngược để lấy gió vào. Như vậy là mình sẽ có là ba fan vào. Đấy, ba fan vào và một fan ra. Và fan thì mình dùng fan của Zunger Leopard. Và hiện tại thì mình thấy là cái fan Zunger Leopard này nó LED nó rất là đẹp. Và cái gió airflow các thứ nó rất là ok. Thế nên là đợt này là mình dùng con này rất là nhiều. Nói chung là ngon bổ rẻ thì cứ dùng thôi, chả tội gì mà không dùng cả. Còn bên trên nóc thì mình sẽ có là ba con fan của cái tản nhiệt nước đấy, Gamdias GL360V2.
Hôm nay thì có một cái điểm đó là đúng ra là cái ống này này, ống này này đáng nhẽ là vừa nãy là mình lắp ra phía sau này cơ, nhưng mà nó lại bị chạm vào cái fan này, nó chạm vào cái fan này nó không quay nổi. Kể ra là fan mỏng mỏng một chút thì nó sẽ không bị chạm. Tuy nhiên thì cái fan Junger Leopard này nó lại hơi dày ra một chút, thế nên là nó sẽ bị chạm vào cái dây, thế nên là fan không có quay được. Nên là mình lại phải là đưa cái ống, đưa cái đường ống ra đằng trước, và đưa cái đường ống ra đằng trước thì bắt buộc là con tản này nếu mà lắp AMD là cái đường ống này nó ở cạnh hông này rồi. Thế nên là cái ống này nhìn nó hơi kiểu hơi quắn một tí. Thì thôi không sao, nói chung là bộ hôm nay là hoạt động ổn định là ok rồi. Còn cái phần đường ống này thì thôi anh em bỏ qua một xíu nhá. Nói chung là tập trung về phần hiệu năng là chính. Thì đây là một cái mã tản rất là quen với anh em rồi. Ba fan ARGB sinh mên này, cạnh fan là cạnh phẳng này. Đấy, block nước là cũng có LED ARGB sinh mên này. Đấy. Tiếp đến là về bên trong thì mình sẽ có là một cái kit RAM XPG Lancer Blade. Đấy. Kit RAM này thì nó có cái bóng LED rất là dày luôn anh em nhé, rất là dày luôn, chuyển màu rất là mượt và đẹp. Tuy nhiên thì độ sáng này nó sẽ không thể bằng những cái con RAM đắt tiền được, nhưng mà như thế này là nhìn ổn rồi, đủ dùng rồi. Anh em dùng ban đêm thì nhìn như thế này rất là đẹp rồi, còn khả năng là dùng ban ngày thì nó sẽ hơi tối một tí. Còn lại về phần main thì mình sẽ có con B650M-E. Đấy, đây là một phiên bản TUF gaming giá rẻ, nhưng mà vẫn có wifi anh em nhé, vẫn có wifi, vẫn có bluetooth. Và thiết kế thì chả khác gì mấy con main Intel cả, vẫn là cái kiểu giáp tản ô vuông thôi. Nói chung là nó cũng không có gì quá nổi bật với con main này. Chủ yếu là hôm nay là anh em tập trung về con card này này. Đấy, 4080 Super. Đây chính là linh hồn của cả bộ PC. Và một con card này nó chiếm tới bao nhiêu nhỉ? Nó chiếm tới tận 3 phần 5 gọi là nửa già rồi, nửa già của cả bộ PC rồi. Cái bộ PC 48.9 triệu thì cái card là gần 30 triệu rồi. Đấy, card này thì đương nhiên là sẽ giúp anh em là chiến Black Myth Wukong là cực kỳ đỉnh rồi. Và có một cái đặc điểm rất là hay của bộ này, đó là anh em chơi game 3A cũng ngon, mà anh em chơi game FPS cũng ngon. Bởi vì là cấu hình ngày hôm nay chip cũng khỏe luôn, chúng ta sẽ có là một con 7600X. Đấy, như vậy là anh em chiến game rất là đa dạng với cái bộ này luôn. Còn con card thì chắc là cũng không có quá nhiều điều để nói, nó chỉ có một cái LED ở cái chữ P này thôi, còn lại là nó đen thui à. Nói chung là nó cũng chả có gì để nói về cái con card đồ họa này cả, vuông vức tối giản. Đấy, đen xì xì luôn. Đấy, thì sâu lại một lần nữa về tổng thể cả bộ PC ngày hôm nay cho anh em xem. Thì đây là một cái gợi ý cấu hình mà có P trên P cực kỳ tốt, thực sự là mình bản thân mình bán mình thấy là thực sự rất là tốt luôn đấy. Anh em nào mà có nhu cầu mà build PC kiểu này thì cứ liên hệ mình qua Zalo, Facebook thì mình sẽ tư vấn kỹ hơn cho anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em ở những bộ PC tiếp theo.